Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tô bức tranh về chủ đề xe tải nha. Thì đầu tiên chính là xe buýt, thứ hai là xe tải hạng nhẹ, thứ ba là tàu siêu tốc nha. Thì bức tranh ngày hôm nay mình tô sẽ có những tông màu là màu cam, màu vàng, màu hồng, xanh lá cây và màu tím nha. Bây giờ xuống đầu tô cái áo đó trời, kiếm không thấy trời. Chị kiếm thấy chưa? Rồi chị thấy chưa? Chị chửi em. Đâu chị? Cái màu tím nha. Chút nha, em kiếm tiếp gì nè. Đồ mới chị một đống của em xin lôi ra em kiếm đó. Một đống đồ mới luôn. Nhưng mà nói gì thôi chị ơi, chứ lúc mà gần đi thấy đồ đẹp chị cũng mua à. Lúc chị thấy mấy đồ hot mà đẹp đẹp đó cũng mua à. Cái đó mẹ chị nói thôi đỡ cũng mua xịn. Chị có ý kiến không chị? Mấy con kiến nó cắn bị sưng người á. Mấy con kiến cắn đào lắm. Đó mình tô cho đều nha. Chị để ra ngoài ăn đi chị. Ủa mà hôm qua chị nói là khúc đồ anh bển bên đây đồ mới em đâu đụng nhiều đâu, đồ mới em đâu có lấy ra nhiều đâu. Em sợ banh. Thì chắc là bích văn đồ á nó để rồi. Tại vì lúc trước là tao để cái ngăn đồ cũ này tao để riêng mà. Tại đồ mới em đâu có lục đâu, lục rồi bánh chưa. Tiếp theo mình tô xe tải hàng nhẹ nha. Xe tải hàng nhẹ sẽ có màu kem, màu xanh, màu hồng nha. Mình sẽ tô màu hồng trước. Nè tao biết rồi. Đồ cũ là nó sẽ để một cái lớp ở dưới cho tao á. Ừ. À không, chắc là tao kêu quá nhiều rồi. Chắc là tao kêu. Trước bên em tìm mình thấy. Tiếp theo mình tô màu kem. Đúng rồi, đồ cũ là sẽ là để một lớp ở dưới, còn đồ mới thì để trên. Ê, à, để nhớ ra này mặc quay clip đẹp nè. Cổ cao giống như cái áo, à. Áo trắng hôm qua anh Khánh mày nói. Hoặc là cái đầm body của em hôm qua mày quên đi mày mặc nữa. Ủa? Đầm body đen rồi chị. Hôm qua mày nói tao là cái áo cặp với của anh Khánh nhưng mà cái đó là cái đầm body của tao. Ủa? Tới giờ đến giờ mới thành cái áo mà. Ôi, mà để chút mấy em đem, để mai em đem cho chị coi. Ê, nó còn một cái áo quay xám nữa nè. Láo gì chứ. Em thấy chị nhìn áo len xám á, giống cái nãy chị mua á. Áo len đâu má, áo ấy nè, cái đầm ống đỏ của tao nè. Chưa mặc nữa, chưa có dịp mặc. Chị, chưa mua cái bộ màu đỏ là phải mà em chị coi đó chị, biển đẹp chị. Thôi, đồ nhiều đó mày. Cái bộ đỏ đi, chụp biển đẹp. Đúng rồi má. Cái này tao có đồ cặp với chồng tao mày. Nữa tao mua chồng tao thêm cái quần trắng nữa nè, thấy không? Đó, đó đồ gì chị? Nè cái này là cái áo sơ mi cho anh xanh biển của chồng tao, này là cái bộ đồ của tao giống nhau mà. Kiểu như là nó sẽ na ná nhau chứ thật sự là không có thể nào mà giống nhau hoàn toàn được. Trừ khi là mày mua đồ cặp. Ấy á. Đó người ta cho điện. Chị ơi nhiên muốn make up chụp hình nữa rồi. Em hết ảnh đăng rồi. Mà nói em chị nữa make up chị đánh trong khói chị. Em nói nữa. Chị make trong khói còn em make trong gì ta? Em mắt tông giống dốc vậy á. Em cơ hình em tự mắt dốc đẹp vãi luôn. Để mình sẽ tô cho đều nha. Tôi chưa điện chết chưa nó ê đít nó nhức dữ luôn. Tiệm gì chui tốt chổng chị.
Để tô cho đều nha. Vienna là phương. Tiếp theo mình tô màu xanh lá cây. Chút đều hết đều. Thế thì mình tô xanh lá cây lợn. Quá trời ơi, đít rồi. Phải nhúc cái đít của em, phải nhúc nhích mới được. Nhúc đít kinh khủng. Chắc bữa chị dọn, chị kêu mấy đứa dọn chị chứ gì. Tiếp theo mình tô xe buýt nha. Thì mình tô một tím. Anh Khánh hát cái chị anh hát. Trời ơi, cuối cùng cũng tìm ra được cái áo này. Cái gì vậy? Tìm mong hoa xinh ngoài vườn nhật. Được cùng là sát sứ. Cái em tôi sẽ lấy cây. Thật nhiều đau đớn. Cái em tôi một kem này nữa. Tiếp theo mình tô màu kem ở dưới luôn. Và mình đã tô xong rồi nha. Và đây chính là thành phẩm tô bức tranh về những chiếc xe và tập siêu tóc của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Các bạn hẹn gặp người những clip tiếp theo nha.